vlog xin gửi lời chào đại gia đình YouTuber và cô chú anh chị và các bạn mà miền đất nước nha. Đẹp cũng xin gửi lời chào fan của Đẹp nha. Hôm nay Đẹp cũng nói chuyện ngắn gọn thôi, Đẹp làm chủ đề đi thăm đi ung khói lấy mật ong gần nha cả nhà ơi. Thì mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì gia đình của Đẹp thì nó nói chung là con hơi đông, nhà nghèo nên Đẹp đón rước ông bà hồi bữa 29-30 rồi. Rồi giờ hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Thì Điệp muốn đi khai trương ngày mùng 1 Tết là lý do là cho nó có một miếng mặt cho nó ngọt ngọt, cho nó thơm thơm một chút xíu đó mà cả nhà ơi. Thì Điệp chỉ hôm nay Điệp không có sát sanh con gì hết nha. Thì Điệp đem nặng ná cao su theo nè, mà Điệp không có bắn nha cả nhà. Sáng gặp quy chim còi nhiều lắm, Điệp chạy đi theo cái bờ kinh á, gặp nhiều lắm mà Điệp không có bắn. Là tại vì ngày hôm nay mùng 1 Điệp không có sát sanh nha, Điệp chỉ ung khói, không có làm đến tổn thương con ong nghe chết chóc nó gì nha, ung khói cho ong bay ra Điệp lấy mặt thôi nha cả nhà. Thì hôm nay cũng cùng đồng hành với Điệp là cũng là một cái chiếc nón này nè, Điệp gắn lại bắt và Điệp có coi Điệp để đếm coi bao nhiêu cục sơ dừa. Đây là một cục, hai cục, ba cục, bốn cục, năm cục với trong này cục nữa. Rồi là tổng cộng là 6 cục sơ dừa. Điệp hôm nay Điệp coi Điệp đi chỉnh ổ ong và Điệp coi những ổ nào có mặt thì Điệp nhiều ít gì Điệp cũng sẽ quay cho cô chú anh chị các bạn cùng trải nghiệm nha, với Điệp nha. Chứ Điệp thì cũng muốn cho cái đầu năm á để mà cho nó có một miếng mặt cho nó ngọt ngọt đó mà cả nhà, cho nó hên không nha cả nhà. Thôi nếu mà cả nhà có xem video của Điệp thì đừng quên cho Điệp xin một like và đăng ký kênh nha. Điệp thành thật cảm ơn cô chú anh chị các bạn trên mọi miền đất nước rất nhiều nha. Điệp cũng xin gửi lời chúc cho đến mọi nhà đều an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha, tiền vô như nước, tiền ra gỉ nha. Chào đón một mùa xuân mới thật vui vẻ nha. Thôi giờ Điệp up video nha cả nhà, khi nào mà có ổ ong á thì Điệp đi săn lùng, khi nào mà gặp thì Điệp quay cho cả nhà cùng trải nghiệm đi lấy mật ong với Điệp nha. Đó, cũng như ngày thường thôi cả nhà ơi, Điệp up video. Điệp cũng mới phát hiện được ổ ong ở trên đó đó nha anh em. Đó, trên đầu tay của Điệp chờ chỉ đó. Giờ Điệp lên tới gần tới đó rồi Điệp quay cho anh em xem nha. Tại vì hôm nay Điệp rút ngắn thời gian, Điệp không có bắt mà từ dưới Điệp quay dài lên được nha. Tại vì hôm nay Điệp bắt là nhiều ổ đó nha anh em, nên Điệp không có quay được như vậy. Điệp rút ngắn thời gian lại, lên tới đó Điệp mở máy nha anh em. Kim nè anh em, im quá anh em ơi. Thank you.
rất đẹp. Xuống nha anh em. Tự nhiên điệp bắt nè, cái cây gọi chưa có ấy nó nữa nè anh em, mặt gần cả lít mặt á anh em nè. Điệp bắt mới xuống chưa bỏ vô trong cái bị nó nữa nè anh em, cục sơ dừa còn nè. Đi, nè anh em thấy không, mà mới vừa đi lại đây gặp ổ ong nữa rồi đó anh em, đó đó anh em thấy không, mới vừa đi lại đây gặp ổ ong tiếp nữa rồi nè. Vì là bỏ ở đây đi, điệp lên còn bao nhiêu đây nè, lên hơi chắc có quýnh chết quá nè, anh em thấy không, mà ong sáng ánh vàng tươi à. Đó nè, điệp mới có đi lại đây gặp ổ ong nữa nè, chà ba lửa đi luôn anh em thấy không nè. Để điệp quay sát mình cho anh em xem nè, đó nó làm thì anh em ơi, để điệp lên điệp hơi coi có mặt không nha anh em. Đó nó túa ra rồi anh em ơi. Quá trời anh em ơi, nó túa đi ra. Ồ, ít khối quá anh em ơi. Ồ, nó túa đi không dài. Ít khối quá, dính trưởng kim nữa rồi. Khuê lắm rồi nha anh em. Biết không, cục bên đây bự hơn nữa, quá trời luôn anh em ơi. Mày điệp đội cái nón lên điệp xử lý anh em ơi. Vô rồi, lắm rồi anh em ơi. Điệp ngã người qua đây coi. Quá trời anh em ơi, lắm rồi. Điệp để cái cục sơ dừa này xuống ra ngoài bụi. Mẹo này luôn. Quá trời luôn anh em.
hết nhé luôn anh em ơi, lắm cái bộ mặt rồi, chỉnh pháo hoa nha 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 anh em, cái bộ mặt anh em ơi, mặt chảy ra anh em ơi, quá trời luôn rồi, tại điệp làm kỹ á, làm sạch cho ba cái pháo hoa đó anh em. Bên đây nó nhỏ hơn, mép bên đây nó mới bự nè anh em, nè hết biết luôn rồi đó anh em thấy không, dạ nè đó anh em thấy không, không biết thấy không nữa nè, đẹp vô cầu thụt xuống luôn, chạy luôn rồi nè, anh em thấy bộ mặt không, thấy không sáng ánh vàng tươi luôn, đẹp lắm anh em ơi, vừa mánh rồi. Bự lắm anh em ơi, nè đó anh em phải coi cái cục mặt nó vàng nè, thấy không nè, hết phòng không, đã không hết tiếc không anh em, thằng ánh vàng tươi ha, nè điệp làm kỹ là ở dưới này này gì nè anh em nha, điệp sợ ba cái phóng hoa là mấy cái này nè, điệp sợ nó dính đi vô á, rồi mặt cục mặt ong của mình nó nói chung là nó cũng vẫn xài được, mà nó để lâu quá đầu á ga nó lên nhiều lắm, bọt á đó nó đó anh em, nó lên bọt á, nên là điệp chỉnh bao phóng hoa nó cho nó sạch như gì nè, cái lường này là cái lường dưới nè anh em đó. Đó anh em thấy không, mặt này hết hồn không. Đó, giờ điệp máng đây đầu điệp bao khoét lỗ nha, theo khoét lỗ đầu điệp lấy ở đây nữa nè, ở đây còn cục nữa nè anh em ơi nè. Đó còn cục nữa đó, khoét lỗ luôn nè anh em, đó khoét lỗ luôn, quá trời mặt chảy rồi anh em ơi, cái này là con nhộng ong á, chỉnh ra đó, quá trời mặt chảy rồi, nó nhiễu mặt đi xuống dưới này á, chừng nữa ong nó hút đi lại trơn nha anh em, đó chết rồi rớt luôn à. Anh em ơi, cái ổ non này gọc cho nó đi luôn đi, mai mốt cho nó về đây nó đóng tiếp, thôi giờ mình đi tiếp nha anh em, quá trời luôn à anh em ơi, mà biết không, đi tiếp nha anh em, gặp ổ nữa đi quay cho anh em nha, coi nha, thì bóp video anh em ơi, đi mới phát hiện được ổ ong nữa nè anh em ơi, đi leo lên tới trên này thì đẹp máy quay cho anh em xem nè, ổ ong lớn không, hết hồn không, đi đang leo trên ngọn cây, đuốc chưa đốt nữa. Để Điệp quay qua đây cho anh em xem cái nè, lớn lắm đó. Anh em thấy ổ ong lớn không đó. Ổ ong lớn lắm nha anh em, Điệp ghi sát bên quay cận cảnh cho anh em xem nè, ý ôi đụng hồi bây giờ nó làm hì anh em ơi, giờ để Điệp ung khói nha anh em, dài cái nó lại chết rồi, nó bay ra là anh em ơi, nó phát hiện rồi anh em ơi, ti ong lớn quá anh em ơi, sao không cháy trời, chết rồi anh em ơi, cái tay là mồ hôi không à, ướt nhẹp và quẹt nó không cháy, mai chiều gì đẹp mua quẹt bóp tắc coi coi ạ anh em ơi, anh em thông cảm nha, đốt nó hơi lâu nha, ổ đó cháy rồi đó anh em ơi, đó này là được ung khói không rồi nha anh em, ây da
trời mặt luôn rồi anh em ơi, cục mặt bự lắm. Bây giờ dính kim trời. Để bịp leo lên tới lên trên luôn anh em ơi. Phá là cho nó trống trống, mai mốt nó về ổ lớn. Bịp làm tóc hành anh em ơi. Để hồi nó bu lại nhiều lắm ạ. Anh em để Điệp quay cái bộ mặt cho anh em xem nha. Bây giờ thấy cái bọc rồi. Bây giờ cháy trời. Điệp có tẩm dầu á. Nè, để Điệp quay cái bộ mặt cho anh em xem này nha. Đây nè. Đó, anh em thấy không? Bộ mặt tròn luôn, quá đã luôn anh em ơi. Đó, biết không? Cái này không biết dưỡng được không à anh em ơi. Với ở bên đây nè. Nè. Đó, bộ mặt gì đó anh em thông cảm nha, tại vì Điệp cắt ở ông á thì thôi phê tí xíu khỏi quá. Quá đã anh em ơi, vô tình rồi lụm được bí kíp dắt chiều rồi, quá mặt rồi. Này hên xui nha anh em, hên xui á là như là hên xui, không biết nó ở đi không nha, tại vì tháng này á ông á khi mà nó có nhộng nhiều á thì nó mới có được ở anh em ơi. Nhộng nhiều á thì thôi bò khó quá. Anh em ơi, bị chồm. Đây rồi. Xong rồi anh em ơi. Lụm kia rồi. Quá trời, cục mặt. Đã anh em ơi. Hết biết luôn rồi, nè. Mặt chà bá cả lít ngoài á anh em. Đó. Mặt đầy mặt luôn anh em ơi. Ồ, đã không? Bây giờ đi xuống anh em ơi. Lít ngoài ạ. Dính mũi chim rồi nè. Bóp video anh em ơi, lại đằng kia coi ổ ông, đằng kia coi còn không, Điệp quay cho anh em xem. Tối quá giờ tối rồi cả nhà ơi, anh em ơi. Điệp còn bắt hai ổ nữa mà chắc tầm chắc này khoảng 6 giờ mấy rồi. Còn sơ dừa nè, còn 3 4 cục nữa. Chưa hết anh em ơi, nè. Thành quả của Điệp nó lấy đi ra coi anh em ơi. Coi thành quả hôm nay nè. Đó, quá trời luôn, ngày nay cũng bộn nha anh em. Mở hàng đầu năm mùng 1 á mà cũng đỡ ạ. Đó. Anh em thấy không? Ở đây nè. Bọc này nhiều ạ. Đó, thấy không? Đây một bọc nè. Ây da. Đây một bọc nè, hai bọc nè. Hai bọc mật ong, dưới đây một bọc nữa. Ba bọc mật ong anh em ơi, nè. Đó. Được ba bọc mật ong nha anh em. Nè, trong này một bọc nè. Đó, bọc này cũng gần cả lít à, bọc này cả lít mấy à anh em, nhiều ạ. À. Đó. Anh em thấy không? Bọc này lít mấy à. Đó, lít mấy bù vô đây nữa là cũng được 2 lít mặt, hai bọc này là 2 lít mặt. Chứ cái cục này khoảng cả lít à, cái cục này mới bắt sao cùng nè. Nếu mà không nhiều cũng khoảng 3 xị. Trời. Còn 5 nữa, năm 2021 mà còn 5 nữa. Thôi giờ thành quả của Điệp cũng được 3 tổ ong. Đó, Điệp cũng xin gửi lời giờ cái video này cho tối nay á thì Điệp bắt đầu Điệp up đi lên luôn nha cả nhà, mà không biết á, là về khoảng 8 giờ hay là 9 giờ gì đó, rồi Điệp còn ghép 3-4 cái video đi lại nữa rồi Điệp up đi lên luôn đó. Giờ để ở đây đi đó. Giờ Điệp còn tối nay Điệp up cái video này lên luôn nha anh em đó. Hôm nay là mùng 1 nói chung là mùng 1 rồi đó, mà Điệp còn phải đi săn bắt đó anh em ơi. Tầm nhắn là khoảng 6 giờ mấy rồi. Thôi Điệp cũng xin gửi lời tri ân chúc đến cô dì chú bác anh chị đón một mùa xuân mới luôn luôn vui vẻ nha, đặc biệt là có sức khỏe dồi dào nha, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha.
giờ Điệp cũng xin bye bye và hẹn những clip tiếp theo thôi. Bye bye cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.